Chiều ngày 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan dự án hồ thủy lợi Ca Bét, xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam được dư luận đặc biệt quan tâm những ngày qua. Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cho biết khoảng 619 hectare rừng sẽ trở thành hồ thủy lợi, nhưng đổi lại sẽ cấp nước tưới trực tiếp cho hơn 7.760 hectare đất nông nghiệp, gấp 13 lần diện tích rừng bị mất, và nước sinh hoạt tới 120.000 dân huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận thông tin, dự án hồ chứa nước Ca Bét có dung tích trên 51 triệu mét khối, tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án là hơn 874 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến hết năm 2025. Xung quanh việc tại sao tỉnh Bình Thuận không tận dụng hoặc chọn vị trí khác để xây hồ thủy lợi thay vì khai thác 619 hectare rừng tự nhiên để làm thêm hồ chứa, ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết, dự án đã được các chuyên gia, nhà khoa học phân tích kỹ lưỡng, được báo cáo tại rất nhiều kỳ họp, qua Hội đồng Thẩm định cấp nhà nước, qua nhiều đoàn kiểm tra của cơ quan trung ương. Theo đó, hiện không còn vị trí nào khác tại tỉnh Bình Thuận phù hợp để làm hồ thủy lợi này. Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận nhấn mạnh, huyện Hàm Thuận Nam và khu vực lân cận hiện khai thác 100% công suất các công trình thủy lợi nêu trên, nhưng chỉ tưới được khoảng 15% đất sản xuất nông nghiệp. Mùa khô hàng năm, ở vùng thiếu nước của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh chỉ đạo mỗi tháng chỉ tưới một lần cho hàng nghìn hectare thanh long, mục tiêu để cây sống chứ không dám cho ra trái vì không đủ nước.